Cái đại chúng hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2023. Hôm nay chúng ta sẽ ăn một món ăn mới. Đó là mình nhắc dẫn các vị đi vô bài kinh của Kinh Trung Bộ. Bài thứ 3, Thừa Tự Pháp. Bài kinh này nó có mặt trong Trung Hoa Hàm và nó có cái tên là Kinh Cầu Pháp. Và chúng ta sẽ đi vô nội dung kinh này một cách rất là dễ dàng, đó là mình chép bài tổng kết tất cả bài kệ tụng của Câu Trí Hải để cho các vị học thuộc lòng. Bài này mình tóm gọn chỉ có ba đoạn thôi nghe. Đoạn thứ nhất mình đọc cho các vị nghe: đệ tử thừa kế pháp hơn thừa tự vật chất, nếu chỉ thừa hưởng vật làm mang tiếng cả thầy. Đoạn thứ hai là thừa tự pháp, nghĩa là những gì Phật dạy bỏ, đệ tử Phật phải bỏ các ác pháp nơi tâm. Đoạn thứ ba, từ bỏ các ác pháp, nào luyện tâm thánh đạo, xứng kẻ thừa tự pháp, hướng về quả niết bàn. Đây là ba đoạn rất là dễ thuộc cho các vị. Đọc lại lần nữa: đệ tử thừa cái pháp hơn thừa tự vật chất, nếu chỉ thừa hưởng vật làm mang tiếng cả thầy. Đoạn thứ hai, thừa tự pháp nghĩa là những gì Phật dạy bỏ, đệ tử Phật phải bỏ các ác pháp nơi tâm. Đoạn thứ ba, từ bỏ các ác pháp, đào luyện tâm thánh đạo, xứng kẻ thừa tự pháp, hướng về quả niết bàn. Đoạn thứ hai này có một từ rất là quan trọng, từ ác pháp này nha. Ác pháp nó làm gì? Tức là tất cả căn bản phiền não và chi mạc phiền não. Thế là cái từ này các vị mà thuộc lòng thì các vị không cần học chi nhiều. Căn bản là gì? Tham sân si là căn bản phiền não. Đây là gốc rễ sâu xa, nó nằm sẵn với tâm thức của ta. Chi mạc là gì? Là cần và nhắm. Ví dụ như mình hơi hờ hờ, dỗi dỗi nữa, là chi mạc của sân. Hơi buồn buồn, chán chán, đó là chi mạc của si. Chưa phải là thò tay lấy người ta, nhưng mà thấy của người ta, mình cảm thấy thèm thuộc. Ôi, chết chi mà tôi được cái món đó. Nó nằm trong tham nghe. Cái chi nhắm của nó biểu lộ ra mắt của ta. Có nghĩa biểu lộ ra mày thở luôn. Đi ngang nghe thở là biết tên nó tham thì không tham rồi. Cái chuyện này nó bình thường nghe. Và tham dục thưa các vị nó đơn giản, dễ nhận diện nhất. Con mắt của người nào ái nghiệp còn sâu nặng, nhìn thấy là biết ngay. Tại sao? Không cần học tâm lý trị liệu gì đâu. Tại vì ta sống trong dục, ta trưởng thành trong dục. Nhiều đời nhiều kiến, do vậy cho nên nhìn thấy cái tính chất là một, nói năng là hai, cái nhìn ngắm là ba. Còn cái chất dục người ta nhìn ra cái thành năng nó là chi mạc. Thế nhưng mà nó dễ nhìn nhất nha. Còn cái món gọi là căn bản này thì nó nằm thâm sâu trong tâm thức, không nhìn ra. Đợi cái nhân duyên đổ ra mình mới nhìn ra được. Ví dụ bình thường thấy gì như ông có tham nhé. Thế nhưng mà cúng dường để trong đầu cái mắt nó sáng lên bình thường là tham. Thế cho nên thưa các vị, hai cái phần này nó bao gồm tất cả nghiệp thức lôi ta đi sinh tử luân hồi. Ở đoạn này thừa tự pháp nghĩa là Đức Thế Tôn dạy đệ tử ngài bỏ những cái vụng về lặt vặt của chi mạc phiền não, như tham muốn cái ăn cái ngủ, tham muốn ở cái chỗ đẹp đẽ, và tham muốn ăn mặc là lạc, hoặc là tham muốn có nhiều Phật tử thương quý. Tất cả cái đó gọi là chi mạc nha. Thì căn bản đó là chi? Từ nơi tâm thức của các vị không nhìn thấy, nhưng mà nó làm thành cái năng lực, tức là nó làm thành cái sức mạnh của cái dòng chảy nhựa nuôi thân cây, gọi nó là căn bản phiền não. Hai cái phần này mà người đệ tử Phật bỏ được thì các vị làm được điều tuyệt vời, là sống trong già lâm tự biệt,
các vị không có mắc kẹt vào cái chuyện lợi chữ danh, không mắc kẹt vào cái chuyện được thầy thương bạn mến, không mắc kẹt vào cái chuyện của cả vật chất dính với ta. Tự nhiên thân là phàm phu tăng, nhưng mà đời sống các vị đã hiển hiện được cái phẩm chất thánh này nghe. Không cần dán bản tôi là thánh, ngay đời sống bình thường đã thánh rồi. Tại vì cái sự có mặt của các vị đó, nó không chỉ là lợi ích cho chính mình. Tại vì người ta bỏ được thang, thì cái điều tự nhiên là ta sống hài hòa, điều tự nhiên là không có gì làm phiền não. Và cái lợi ích lớn đó là tự nhiên các vị trở thành một cái hạt nhân tốt lành nhất ở trong giờ lắm biểu hiện. Tốt lành là sao? Mình làm thành cái niềm cảm hứng cho bao nhiêu người đó nhìn mình, để họ có được một cái quán chiếu tự nội để họ tu, họ bớt tham đi nó gì. Hình như rằng trong một tập thể đại chúng mà người ta tham hết thì chắc chắn sớm muộn gì mình cũng bị lây nhiễm cái thói đó nghe. Cho nên hãy làm người đệ tử Như Lai thừa tưởng pháp, đừng thừa tưởng vật chất. Tại vì khi có ý đồ thừa tưởng vật chất thì trong đó nó có, đã có phiền não, đã có ác pháp, đã có tham, đã có sân, có si rồi. Cho nên đoạn thứ hai, người ta chỉ cần tóm trong những phần này thì nó bao hàm luôn tất cả những cái vụn về đáng tầm quý của người tu. Đoạn thứ ba, từ bỏ các ác pháp, đào luyện tâm thánh đạo, xứng kẻ thừa tự pháp, hướng về quả niết bàn. Thành nghĩa rằng là ta tu tất cả pháp lành. Tại vì đào luyện tâm thánh đạo là các vị học pháp, các vị hành trì pháp, các vị đi vào con đường để hướng đến quả niết bàn. Và người như thế này, thưa đại chúng rằng xứng đáng gọi là thích tử của Như Lai. Và nếu không như thế này thì không đáng gọi là thích tử nha. Mượn pháp y Như Lai sống qua ngày lên mắt giữa thế gian, đợi chi? Không phải đợi về niết bàn đâu mà để chết, để đưa vô Bích Lam Ly thiêu thôi. Cuộc đời chấm dứt. Và cuối cùng thì thiệt thòi, nhất là thiệt thòi một đời sống này. Cũng mình này nha, nhưng mà chúng ta khéo sử dụng hình hài này thì một đời các vị nó làm thành thánh hạnh, làm thành sẽ trong sáng ngay hiện đời, được sự quý trọng bao người. Nếu mà không khéo thì một đời này mình đến mình đi trong cõi mộng bỉ này, tự nhiên người ta nhắc tới mình, người ta trời môi, người ta chê. Ngay những cái việc bạn đồng bảo bạn chê thôi đã làm một việc rất như là tội nghiệp cho chính mình. Thế cho nên đây là bài kinh rất là đáng nhớ để chúng ta đi vô. Nó ngang với cái tầm nhận thức của chúng ta để chúng ta. Đây là cái phần chánh kinh. Trong cái bài kinh này có hai câu mà Đức Phật nói mà chúng ta đọc lòng. Này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta. Đừng là những người thừa tự tài vật. Câu lên của anh này. Hãy là người thừa tự pháp của ta. Đừng là người thừa tự tài vật. Và sau đó thì Đức Thế Tôn giải thích rất là nhiều điều trong nội dung của câu ngài nói. Rồi sau khi Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo, ngài sẽ là phát triển mở rộng thêm con đường niết bàn nhé. Cho nên kinh này có hai phần, như phần cuối đoạn kết mình ghi đó, mở rộng đường thánh đạo đấy. Và cái con đường mở rộng thánh đạo có nghĩa là học pháp, hành trì pháp để hướng về niết bàn. Thế Tôn ngài dạy câu gọn thôi: hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Và ngài dạy rằng là nếu các ông đến với ta tu tập mà cứ chăm chăm vào chuyện thừa tự tài vật thì điều thứ nhất làm trò cười với nhân thế. Người ta nói coi kìa, cả mấy ông tỳ kheo trẻ và ông thầy dẫn nhau đi vào cái chuyện rất thế gian, đó là kiếm cái chuyện kế thừa của cái tài vật cửa nhà, không khác gì nhân gian cả. Đây là điều đáng chê trách. Do vậy cho nên các thầy tỳ kheo phải thừa tự pháp, đừng bao giờ thừa tự tài vật. Ngài ví dụ
rất đáng để chúng ta lưu ý. Ví dụ một hôm Như Lai thọ thực xong, thức ăn rất ngon, rất mỹ diệu, và dư rất nhiều. Thế là các thầy tỳ kheo từ phương xa về đang đói, đang cần chút thức ăn để sống qua ngày. Thế tôi mới thà rằng ta đang đổ xuống dòng sông nơi có những cái loại sinh vật có thể thưởng được, mà các thầy tỳ kheo không nên lấy thức ăn dư của ta ăn để sống, nhưng mà cái cớ ăn sống để mà tu, điều này cũng không tốt. Các hình dung là thà thì nó chết, không thừa tự chút thức ăn. Đừng nói là cái gì, cái chùa của tiền, vân vân. Cái chuyện ví dụ này nó cho chúng ta cái nhìn rằng đối với Thế Tôn, thưa các vị, dù một chút thức ăn sang của thầy ta cũng không bằng đến. Uống nữa là cái áo, cái đồ dùng, cả ngôi chùa, vân vân. Đây là những điều rất đáng lưu ý trong cái chuyện thí dụ của Đức Thế Tôn nha. Các vị đọc mình, các vị thấy Thế Tôn tinh tế nói rằng là ta ăn dư, thế ăn đó các thầy tỳ kheo có thể thọ dụng rồi, khỏe rồi, nhẹ rồi, có được cái sự an lạc để tu tập một đêm nhé. Nhưng mà không, như vậy cũng chưa phải là người thừa tự pháp. Anh em đổi nó đi, qua giờ ngọ rồi chư tăng chỉ có một việc, đó là những nói ở vùng trống tối ngồi thiền, sáng mai cứ tự tính. Thế thì chúng ta học bài học này để chúng ta làm một việc, thưa các vị, thừa tự pháp nghĩa là thừa tự những điều Thế Tôn dạy về nhiều cái phẩm hạnh, nào là khiêm tốn, nào là tinh cần, nào là bỏ ác pháp. Thừa tự pháp nghĩa là học hỏi chánh pháp, ứng dụng bát chánh đạo vào đời sống tu tập hành trì để ngay hiện đời này chứng niết bàn, xứng đáng thọ trì pháp, xứng đáng thừa tự pháp là như vậy. Và tiếp hai bài kinh này, bây giờ chư tăng trẻ mà đến chùa tu mà không có học bài kinh này sao? Chăm chấm cho chùa, chùa nào giàu có, chùa nào có điều kiện như Mỹ, vô đó để được đi qua Mỹ, vô đó để dành nhau làm thị giả, cái mai kia không thể có bắt được tôi. Cái thế là cái chùa, chuyện này Việt Nam có thừa, Mỹ này thì dường như cái điều này nó không xảy ra, cho nên nhiều nhà lan tự viện nó đang thầy mất rồi, nó lạc vô bằng tay phật tử dành nhau thì thôi chấp nhận được, tại vì người phật tử không có tu đâu, phải dành nhau, dành qua dành về, dắt đơn điều kiện để kiếm cái chùa. Thế nhưng mà nếu người phát tâm chân thật xuất gia tu thì đưa các vị đây là bài kinh hành bản nha. Ta đến với công trình tu tập, dù đó là chùa viện, dù đó là thầy ta, chỉ có một mình ta là đệ tử. Ta cũng không vì lý do là thừa tự cái chùa, thừa tự sự nghiệp vật chất, một quyển kinh, một cái áo, một cái vân vân. Đây là cái nội dung của bài này. Và cái câu quan trọng tóm lại đó là đệ tử Như Lai, hãy là người thừa tự pháp của Như Lai, đừng là những người thừa tự vật chất. Hai chữ này có tóm rất nhiều ý nha. Thừa tự pháp, đừng thừa tự vật chất. Đây là cái phần thứ nhất Đức Thế Tôn dạy. Trong cái phần chính kinh nó có hai ý nha. Ý đầu rất là từ lời dạy của Thế Tôn, chúng ta vừa nói cho nhau nghe. Ý thứ hai, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài khai triển lời Phật để cho các vị tỳ kheo trẻ họ có thể ứng dụng được. Ngài nói rằng Phật dạy vậy là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là Đức Đạo Sư dạy cho các thầy tỳ kheo sống viễn ly. Thứ hai, sống từ bỏ. Thứ ba là sống không buông lung, lười nhác. Điều thứ tư là nương vào trung đạo. Và trung đạo Ngài giải thích nó là bát chánh đạo thôi, thưa các vị. Tại vì bát chánh đạo là con đường dẫn vô niết bàn. Bát chánh đạo là nền tảng của 30 pháp trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn của lực thác bồ đề phật,
thì nằm trong bát chánh đạo. Tại vì chánh niệm của bát chánh đạo nó là tiếng niệm xứ rồi. Nếu đại chúng có thể thì nên thuộc lòng bát chánh đạo nghe. Wow, ba mấy phẩm trời nào đọc rất là nhuần nhuyễn như tụng kinh hàng ngày. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực thất, ngũ địa vân thuộc cái mèo. Các vị chắc thuộc lòng chứ hả? Trước khi thọ giới bị khảo hạch cũng chết. Đây là những điều mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài trình bày cho các vị tỳ kheo trẻ nghe. Thế là mình giải thích phần này. Sống miễn ly là gì? Thưa các vị, có hai phần nghe. Điển ly một là trú xứ, thứ hai là thân tâm. Trú xứ điển ly là gì? Nơi đó là già lam tự viện, nơi đó là gốc cây, bờ sông ăn vắng, nơi đó là nơi tỉnh thất. Tránh xa nơi ồn ào phố thị, tránh xa nơi đông vui nhộn nhịp, và thậm chí tránh xa những nơi bán nháo, một cụm tăng chúng mà họ bàn nhau về chuyện thế sự và nói cho nhau nghe về những ác pháp, hoặc là họ kể chuyện tầm phào, nó ô uế tai ra gặp cái trường hợp một nhóm người đang bàn luận cái chuyện ấy thì mình chấp tay mình xá mình chút khác chúng xứ nghe. Và cái điều này thưa các vị, chúng ta càng lớn tuổi chúng ta càng cẩn trọng khi có hai nhóm các thầy nói qua nói về chuyện phải chuyện quét của nhau, chuyện chùa này hơn chùa kia kém vân vân, thì chúng ta nên chấp tay chúng ta xá thì chúng ta đi vô khác. Không có hàm ý rằng là mình coi thường họ, nhưng mình nghĩ rằng việc này không phải là việc của mình, không nên thu thập những thông tin đó làm ô uế, làm vấy bẩn tâm thức mình, cho nên chấp tay xá và ra đi. Điều này nó mở rộng rất xa. Một pháp hội, một đạo tràng, nó bị nghe một số các thầy nói trăng nói cuội bài bác pháp môn người nọ người kia cũng là cái cách đó làm ô uế tâm thức mình. Chúng dưới đây này, giờ lam này, tự viện này, hội họp các bạn đồng tu, nếu có nơi nào đó là ô uế, nơi nào đó làm tăng trưởng tâm thức tỷ phi, nơi nào nó không nuôi dưỡng thiện pháp trong tự thân ta, thì nơi đó đều gọi là những chú xứ rất là ác hiểm, rất hiểm nguy, đó là những vùng nước xoáy. Đời sống mình nó như con thuyền à, mình đi ngang qua vùng nước xoáy thì phải chừng mới nhận chìm nhé. Đành rằng mình tu rất là miệt mài công phu, nhưng mà các vị bỏ nửa giờ đồng hồ ra, các vị ngồi nghe người ta nói thị phi thì chuyện gì phát sinh, năng lực tu tan mất. Chỉ còn lại cái đầu mình nó lùng tung về cái chuyện phải quấy ông thầy bà cô nọ thế nọ thế kia, chùa viện thế nọ thế kia, tự nhiên nó ô uế tâm thức, cho nên tránh cái chú xứ. Phải điển ly là như vậy. Chú xứ thứ hai là thân tâm của các vị. Thân tâm người thiền tập thưa các vị, cái yêu cầu đó là các vị sống đời sống đủ thanh đạm, ăn thức ăn rất nhẹ, để chi ăn uống tiêu mất, sân thân rất nhẹ nhàng, là tỏ thiền cũng dễ, đi thiền hành cũng dễ, đại Phật cũng dễ, học pháp cũng dễ. Cái điều rất rõ ràng là khi ăn no rồi tâm thức ta nó ngủ nghe. Các vị có vậy không? Phật thương tôi cho nên từ ngày tôi tu tới giờ ăn trưa xong tôi đi ngủ ăn bỏ ngủ mùi giờ ngỏ ăn giờ buồn ngủ. Nói chuyện vui, một số các đệ tử nói sao chị giống thầy nghe, thế mà chị cũng chịu khó đọc sách đọc vở, anh giống thầy nghe. Thế nhưng tới chừng nó hỏi mình, hỏi chứ tụi con giống thầy chỗ nào, nói con học như thầy, con đọc sách như thầy, thế con có ăn trưa ngủ không? Dạ không. Thế đâu giống? Tôi từ ngày tôi đi tu 15 tuổi tới giờ tôi nhớ rằng là trời có sập thì cứ sập ra, rồi tôi ngã ngang rồi tôi ngủ trước, chuyện gì tính sao? Cái điều này thưa các vị, ngày xưa mình không có tưởng đó là một cái gì ghê gớm, nhưng mà càng lớn mình thấy rằng chỉ cần nghỉ trưa 15-20 phút, có thể mình dường như nó có khả năng nó tái tạo lại cái sự ăn mình,
nó làm cho mình khỏe lại. Nhớ lại nhé, 15 phút nghỉ trưa rất cần. Thế đâu ngày xưa ăn rồi thì ngày nghỉ trưa như chúng ta không thiền tỏ, ăn cơm rồi ngủ mà thiền hành hay thiền tỏ nhé. Do vậy viễn ly nơi thân, nghĩa là gì? Không phải xa lắm nơi ồn ào phố thị, mà còn xa lắm luôn những cái thứ thức ăn đi vô nó làm nhiễu loạn thân của các vị, làm nặng nề thân của các vị. Những thức ăn là nào nó làm nặng nề khó tiêu thì người tu thiền nên xả đi nha, dù nó ngon mấy là ngon. Thức ăn nào nó không có lợi cho sức khỏe, dù ta đè cái vị xuống, ép cái vị ăn, không ăn thì đánh á, nhưng mà thà đánh tu thì đánh nhưng không ăn. Tại sao? Ăn vô thì dễ, đưa ra khó lắm nghe. Khi nó vô trong máu rồi nó làm thành độc tố, nó hại chúng ta vô cùng. Chúng ta hai điều có khả năng khéo giữ gìn điều thọ mạng của cái vị sống trên trăm hết á. Không ai sống dưới trăm đâu. Thế nhưng mà tại mình vụng quá, mình tàn phá thân tâm mình bằng cái ăn, bằng cái thức ngủ bất thường, bằng cái làm việc không có kiên nể gì, không có quý trọng sức khỏe mình, cho nên mình chết trước khi tuổi thọ mình chấm dứt. Nhiều vị thầy đương thời với mình, họ cái thở thanh xuân đó, ổng khỏe mạnh như voi. Cái từ bác gọi là khỏe như voi á, đâu là voi nghe, phải không? Thế nhưng mà tới tuổi này rồi, đa phần đều tệ hại. Do vì cái này không có giữ gìn, nghe cái ăn thôi, nó đã là sự tác hại vô cùng lớn. Các vị biết rằng là Sư Ông Túc Lâm đó là một người sinh ra với một cơ thể khỏe lắm rồi. Đúng là ông cũng có thể sống tới trên 100 tuổi, cường tráng khỏe mạnh nha. Cái tướng người nói được cái tuổi thọ đó là tay cũng dài lắm, cái tay này dài, cổ tay cũng dài. Ngay thọ thanh xuân ông cụ đã cao gần 7, tướng đẹp, khỏe mạnh. Xây cái nền tu viện cho con ngày xưa đâu có ai giúp ông cụ. Ông cụ đốt lửa, mỗi buổi trưa ông cụ đốt lửa cho cháy à mỹ lên, rồi ông cụ đập đá. Cái nền chân không ngày xưa đá lởm chởm vậy, đâu có nhờ ai quân ai bác chi, cụ phải một mình làm cái nền thiền đường chân không ngày xưa đó. Năm đó cụ chừng 40 ngoài 50 vậy đó. Thế nhưng mà càng lớn á, thưa các vị, đôi khi những điều kiện của các vị đệ tử nuôi dưỡng ông cụ không có đi theo cái chương trình thực dưỡng đó, tức là không biết cách chăm chút, cho nên sức khỏe ông già nó càng suy yếu đi. Chứ kỳ thực rằng là nếu khéo thì người ta có quyền làm cho sức khỏe mình nó vượt cái ngưỡng cửa 100 tuổi đó. Với những thiền sư có công phu thiền định tấm cân trăng dường như là chuyện bình thường nghe. Các vị nhìn các vị lão thiền sư Trung Hoa đó, ăn cái gì? Chút rau thôi, chút nước tương thôi. Các vị sư của Phật giáo ở Huế ăn uống rất đậm bạc. Thế nhưng mấy ông già sống 105, 107 tuổi đó, các vị. Cho nên điều viễn ly thứ hai của thân đau này, nên xa lắm những loại tàn phá thân của các vị. Có khi mình học bây giờ trẻ nghe, các vị lớn tuổi rồi các vị học gì? Có khi cái thói quen của nhu cầu ăn đó các vị không bỏ được, nhưng mà xin thưa rằng nên cố gắng. Các vị bỏ được những thói quen ăn uống nó làm tổn hại cơ thể thì các vị hy vọng kéo dài tuổi thọ. Mình hãy trân quý đời sống mình, tại vì tuổi thọ mình mà mất rồi bỏ tiền uống được. Cái vụn trong quá khứ ấy, là mình bỏ sức khỏe ra để làm ra tiền, thế là tới tuổi già mình nên bỏ tiền ra mua là sức khỏe, mua là không được. Mua là được không? Không. Anh mua được một ngân hàng báo, thế nhưng anh mua được sức khỏe được không? Không. Anh mua được cái giường nạm vàng giác ngọc, nhưng anh mua được cái giấc ngủ anh không? Cũng không. Anh mua được một cái hình hài bằng kim cương giống như anh, nhưng mà anh bỏ một hình hài bằng kim cương mua được cái thọ bạn anh để sống thêm. Thế cho nên những cái ly này ở mức độ vừa phải để chúng ta nhận diện, đó là thân của các vị khéo viễn ly những cái thứ nó tàn phá thân của các vị, từ cái ăn tới cái ngủ.
và những nhu cầu không cần thiết người ta đòi các vị phải đáp ứng, các vị nên thương lấy chính mình, giải trừ bớt, xả ly bớt, cắt bớt những cái linh tinh. Có những loại giao tế, có những loại đáp ứng đời thường, nó phí thì giờ của ít, ngồi mất thì giờ, một tiếng, hai tiếng, tham dự đình đám lễ hội, và nhất là các cụ nơi đây đều có gia đình, có con, có cái. Nó ý em nó đòi các vị thế nọ thế kia, khác hết. Dạ, trong tay thì giúp sạch những thức ta tăng kỳ, không nữa là ba cái diễn linh tinh. Và tới một lúc mình nhận diện rằng không ai thương mình đâu nghe. Ai thương các vị bằng chính mình không? Không. Người kề cận với ta, thương mến ta, quản lý ta, giúp đỡ ta, làm cho ta đứng đi, ngồi nằm, nói cười, mình đổ vào tâm của ta chứ không có ai khác. Đúng hay sai? Đúng. Mình nói là mình tự trả lời cho nó chính xác. Thế thì, thưa các vị, giữ được thân an bình tĩnh lạc, giữ được thân hài hòa bằng thức ăn, bằng thức uống, bằng cách bảo vệ nó, thì các vị mới đi vào cái công trình hiển ly ác pháp để bảo vệ tâm nghe. Tâm ta có một chút ác pháp sinh khởi thì thưa các vị, nó làm sao động, nó làm bất an, nó làm rối loạn. Một trạng thái tâm tràn đầy rối loạn thì nó sinh ra một loại thân đầy rối loạn phức tạp, và cái hệ thần kinh của các vị tiết ra những loại hormone mang vô cùng độc hại, nó phát tán vào từng tế bào của các vị, nó gây nên ung thư, gây nên tật bệnh, gây nên bất hạnh, gây nên bất an. Hai cái này nó tương tác với nhau nghe. Cho nên viễn ly những món làm cho tâm chúng ta sao động bất an, viễn ly những món làm chúng ta tự nhiên vướng mắc vào những chuyện tham ái dục lậu, lo lắng buồn phiền sầu khổ vân vân. Những điều này vô cùng là dễ dàng, cho nên khi các vị sống viễn ly được thì các vị biết rằng mọi ác pháp đều phải tự bỏ. Mình bỏ ác pháp chưa nói về chuyện thành thánh, ác pháp tự bỏ được thì các vị tự bỏ được tật bệnh, bỏ được ốm đau, bỏ được những cái tánh khí xấu xa. Người nào mở miệng ra mà cứ càm ràm thiên hạ, nói trắng nó đen là thiên hạ, phê bình phán xét về thiên hạ thì biết rằng tâm ta tràn đầy ác pháp nghe. Thế cho nên đời sống từ bỏ thưa các vị vốn là bản chất của người tu nghe. Nói để dẫn vô cái chuyện thứ hai, từ bỏ đây là bản chất của người tu thật. Đầu tiên các vị từ bỏ gì? Người mày cửa, mày nhà, mày người thân, mày nghiệp ái trùng trùng. Đầu tiên là xả ly ái nghiệp, xả ly gia đình, viễn ly bố mẹ, xa rời người thân, gọi là cắt ái từ thân. Từ trong kinh văn là cắt ái từ xả thân. Cắt ái là cắt cái tâm dính mắc ái luyến đối với tất cả những cái liên hệ trần dịch xung quanh. Tự thân là gì? Thân của ta, người thân của ta, ta xa rời, không có gần gũi tiếp cận, không có chạy đi chạy về xin tiền xin gạo. Mình không có phải là người có nhiều phước lành học hành Phật pháp như nhiều luôn nghe. Thế nhưng mà một lần tu rồi mình nhớ rằng mà mình đi là không quay mặt về, không nhìn lại đó. Thậm chí những năm học ở Sài Gòn bệnh đến nỗi là lê lết thanh tàn, xin 10 đồng bạc của huynh đệ bạn bè đi Sơn Nam từ Gò Vấp về lại Sài Gòn để nhờ một vị thầy đã chăm cứu, gọi là chăm cứu miễn phí đó, không có tiền đi Sơn Nam. Chưa một lần cái thứ về thăm nhà. Mãi cho tới sau 75 đó mình về và nhà mình thấy mình từ xa chạy tới lên tới xuống, và cứ tưởng mình chết mất tiêu rồi, tại vì đâu có thơ từ gì đâu. Và Sài Gòn và Đồng Tháp đâu có xa mấy. Không biết là mình có cái duyên với Tam Bảo từ bao giờ, cho nên thưa các vị, luyện mình vào chùa rồi, dường như mình chỉ làm một việc đó là dâng hiến trọn vẹn thân tâm này cho Tam Bảo thôi nghe. Cho tới bây giờ, mỗi lần vô lớp rung mà nhà cái thầy có rảnh không nghe thầy, mình nói chứ. Chứ vậy, cái thầy rảnh thì về nhà thăm miếng đi,
con thử với thầy. Và cái năn nỉ, và Thiên Hạ thì nghe thấy thì chảy nước mắt, nhưng mình cười cười đấy, việc làm cần thiết con đã làm, tất cả những cái việc giúp cho bà ổn định cơ ngơi sự nghiệp, các cửa các nhà, và những kỳ bệnh nặng mình đã giúp để trải ngang qua để bà sống sót, và việc làm đã xong. Bây giờ thực ra thì khi duyên đến mình ở bên cạnh bà làm hết mọi việc, khi duyên xa rồi mình ở đất nước này, thì trước khi đi mình nói là việc cần làm con đã làm, cho nên bây giờ nếu má có mất ấy, thì các em cùng đệ tử lo đi, không về. Từ điều này trở lại vấn đề, mình thưa với các vị, bản chất của đệ tử Như Lai là cái điều này là đầu tiên á, các ái từ sở thân. Nếu tâm ta nó còn chưa có dứt khoát về chuyện này, thưa các vị không thể tu được đâu. Vướng víu chuyện này nó là cái chuyện của ngàn đời tử sinh, nó rất là bên ngoài mà ta còn chưa bỏ được, thì đừng hòng nói đến chuyện bỏ những cái phiền não, bỏ vọng thức, bỏ nghiệp tâm ta. Cho nên bản chất của đệ tử Như Lai là từ bỏ rồi đó. Điều thứ hai, cho nên trong đường tu mình phải từ bỏ nhiều hơn nữa, chứ không phải là từ bỏ ngàn đó việc, từ bỏ nhiều hơn nữa là chết. Tất cả ác pháp trong tâm các vị vừa sinh khởi phải bỏ đi. Bao nhiêu ác pháp trùng trùng, nhìn ngắm người bằng con mắt không vừa lòng ác pháp, nói một câu xúc phạm người là ác pháp, làm một cử chỉ dằn mặt người là ác pháp, nghe bưng ly nước cho tao uống để cái bùm trước mặt một ác pháp rồi đó. Tinh tế nhất là cái tâm thô ta vừa sinh khởi là ác pháp. Nặng hơn là lời nói của ta, việc làm của ta, mắt nhìn của ta, hành động của ta, nó sinh ra từ cái nền tảng của phiền muộn, của bất an, của căm ghét, của tham, của sân, của si, đều ở ác pháp. Các vị có cần tu gì nhiều không? Đó. Chỉ cần quan sát cái tâm của các vị để biết rằng mà khi nó sinh khởi bất cứ điều gì, từ cái nền tảng của bực mình, của khó chịu, của tham muốn, của dục lậu, thì nó đều là ác pháp, các vị phải từ bỏ. Thế thì mình từ bỏ nó bao giờ? Thưa các vị, bao giờ chứng thánh quả A-la-hán thì các vị mới buông được cái pháp này ngay. Còn nếu mà vẫn còn phàm phu, vẫn còn sống trong đời sống bình thường, tiếp xúc với đồng phạm hạnh, thì các vị nên nhớ rằng là tâm ta chưa phải thánh, cho nên phải canh chừng. Và một phương pháp thiền đạo vô cùng đơn giản, canh chừng rất dễ để cho các vị thành thánh, chứ không phải là thành một tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni dễ thương đâu. Thành thánh, thành A La Hán. Mình nhớ có kể câu chuyện đó cho các vị nghe rồi. Một hơ, một thầy đi ra Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn hôm nay con xin trả y như ngày hôm bạc. Thế nó nói, ủa, sao vậy? Ông vì trí tính Như Lai xuất gia, vì ngưỡng mộ giáo pháp, vì muốn thành đạo, vì thánh tuệ, đến người ta tu, tại sao hôm nay có phải là vì thức ăn chắc thực nó dở quá ăn không được cho nên ông bạc như vậy không? Có phải vì đi xa đường chắc thực cho nên ông đi không nổi, vậy không? Có phải vì đồng phạm hạnh làm khó không? Vậy không? Thế thì tại sao? Bạch Thế Tôn, ngày xưa con là cư sĩ, thọ năm giới cũng nhớ. Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không đánh dấu, thứ năm không được. Con nhớ thì dễ dàng con hành trì được. Bây giờ hành trì kêu 200 năm giới, nhớ cũng chết, cũng có nhớ động, cho nên con không tu được. Thế Tôn nó họ hôm quá ra làm vậy, nhớ nhiều quá. Thôi, giờ tay gom 200 năm giới, còn giới thôi, không giữ được. Bà Thế Tôn, nếu vậy thì tuyệt vời, con sẽ tu, con không về. Thế Tôn cái này, ta giao cho một việc thôi. Một giới một, không cần nhiều. Thế gì? Giữ cái tâm đó nghe. Hãy nhìn cái tâm của ông, nó đi đông, đi tây, đi nam, đi bắc, nó sinh, nó khởi gì, ông luôn quan sáng, ông đừng bao giờ đồng nhất với nó. Khi ông làm được điều này, thì tất cả ánh mắt liền tắt ngấm, tất cả vọng thức liền tiêu ma. Này là vọng niệm, này là vô minh, này tham, này sân, này si, không có cơ hội sinh khởi, và ông có thể đi đến thánh đạo cách dễ dàng, chỉ một giới giữ tâm. Thế thì các vị bước vô con đường thiền đạo, các vị làm được điều này không? Làm được. Xin thưa rằng,
mình nấu ăn, mình quét nhà, mình làm việc, mình cắt cây, mình quét lá, vân vân. Thưa các vị, đó là những việc bên ngoài của thân. Nhưng mà lúc đó, nếu các vị không tu thì các vị để tâm các vị nó chạy lung tung mà. Thế nhưng mà nếu có tu thì lúc đó tâm các vị dừng lại trên mọi việc đang làm, quan sát mọi việc bên ngoài. Thế thì tâm các vị điều thứ nhất không chạy đi đâu. Điều thứ hai, nó có được định. Điều thứ ba, nó trở thành một vài thói quen để cho tâm các vị nó lắng, nó dịu, nó nhẹ. Và nó định như vậy thì các vị có khả năng quan sát được. Từng cái niệm sinh niệm diệt trong tâm thức các vị, từng cái niệm buồn vui sinh khởi của các vị. Hay nói cái khác, các vị luôn canh chừng. Người khách vãng lai đến mà đi là chuyện của họ, nhưng mà ta luôn là người chủ nhà quan sát những người khách vãng lai. Thế thì một pháp thiền tập đoàn sanh tất cả pháp nghe. Này tham, này sân, này si, này mạng, này kêu, này tánh, này ái, là tất cả danh từ của chi mạc phiền não đó. Thưa các vị, không cần kể tên làm gì trên mặt. Hơi buồn buồn, hơi hờn hờn, hơi giận giận, hơi tức tức, hơi căm thù, vân vân. Nó đều là dạng tâm hành sinh khởi từ tâm. Mà ta luôn làm một việc quan sát nữa thì chắc chắn rằng mọi ác pháp không có việc sinh khởi. Thế cho nên thưa các vị, từ bỏ hàm nghĩa hai phần. Nơi thân các vị biết từ bỏ nhưng mà độc hại. Nơi tâm các vị biết từ bỏ những loại độc hại. Không ác pháp nào mang đến ăn lạc, hạnh phúc, niềm vui. Càng không ác pháp nào giúp ta chứng niết bàn đâu nghe. Ở mức độ càng nhất là các vị loại trừ được ác pháp thì nghe một đời này là một vị tu hành bình thường. Thế nhưng mà đạo hạnh tỏa sáng, là người tu bình thường. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là các vị làm niềm hứng khởi, các vị là cái tác nhân để làm thành nội chúng an hòa. Có một vài người như vậy tu trong nội chúng đó, tự nhiên làm cho chúng thăng bằng bình ổn, ăn là hạnh phúc nghe. Còn nội chúng của ta có chừng 5 người sống an quá thì thưa các vị, nó làm thành một giờ lao cái tiền đối đó, nó làm thành cái chứ làm thành sự coi thường hơn nữa tín đồ. Các vị cứ biết rằng người ta cúng dường mình, ta không có mơ ước làm gì nhiều cả. Người ta chỉ mong rằng các thầy, các cô tu cho nó an lạc, sống với nhau cho nó dễ thương. Ta đến với mình, ta chỉ cần nhìn thấy không gian của quý thầy cô đầm thắm, hài hòa, ổn định, sống với nhau đầy lòng thương yêu thôi. Họ đứng đi tĩnh tại, có được chánh niệm rõ ràng, có một vùng năng lượng như vậy. Họ đến đó, họ dạo chơi thì họ đã vô cùng là tri ân chúng ta. Mà tri ân chúng ta hàm nghĩa rằng họ mang ơn tam bảo nghe, họ sẽ phát tâm lành tu tập dẫn con dẫn cháu tới, không cần nhiều, đi tới đi lui trong chùa thôi đã có hy lạc rồi. Thế cho nên bản chất của đệ tử Như Lai là phải từ bỏ những cái vụn vặt của đời sống bình thường. Bản chất đệ tử Như Lai là bỏ tất cả pháp. Bản chất của đệ tử Như Lai cuối cùng là từ bỏ nghiệp thức để sinh đi sinh về trong ba cõi sáu đường này. Các vị nên làm một điều rất tự nhiên, đó là khi đến với công trình tu rồi thì cái một việc vô cùng quan trọng. Không phải mình đến để có lợi có danh. Không phải mình đến để được người ta quý trọng ủng hộ. Không phải mình đến để có cái ăn cái mặc, để có một đời sống bình ổn. Mà đến với Như Lai, học pháp Như Lai để làm việc là đoạn hạt giống sinh tử phiền não lậu hoặc, ngay hiện đời này chứng nghiệm thánh lý thôi. Ví dụ trong truyện cổ Phật giáo có câu chuyện hay đó, anh chàng ở rừng kia phát lửa vô rừng, thế thì gặp một cái người hiền giả ngồi có cây thế này, anh đốn củi về anh bán một cái củi bao nhiêu tiền, và con đốn hai cái củi về cũng bán được một lượng bạc thôi. Nó cực lắm, bác đã nặng. Thế là con lượng bạc thì nghĩa lý gì? Ta bày cho đừng đốn củi, đừng gánh củi nữa. Chỗ đó có bạc thì như tới người lượng về, cứ gánh về. Rõ ràng là cái giá trị mới gấp 100 lần. Thế là bỏ củi, nghe lời đến lượng bạc. Đúng rồi, bạc rất nhiều, cho nên gánh về rất nhẹ. Thế đi ngang một giờ đó, nói đây, ngươi gánh gánh bạc dường như cũng khá đó. Thế nhưng mà chưa đâu, ta bảo ngươi là bây giờ ngươi bỏ đi, ngươi vô sâu hơn con đường này
ngươi chỗ đó ngươi lấy vàng, cánh vàng giá trị hơn. Cái tên nó nghe nó ồ đúng rồi, nghe lời không, dùng bỏ vàng đó, cánh vàng. Thì Ngài ở đây, ta nghĩ rằng còn chỗ cao quý hơn nữa, ngươi có thể bỏ được vàng này, ngươi vô sâu hơn, ngươi lấy được kim cương. Cái tên này, nó nói ông già này, ông nói những điều ban đầu khá đúng. Thế nhưng bây giờ gánh bạc này, nó bằng 100 lần gánh bạc, nó bằng 1 triệu lần gánh củi mình đi hàng ngày, mắc gì đâu bỏ, thôi, ngay đây được. Đây là trường hợp của người tu chúng ta đến với đạo, chúng ta chưa biết cái tổn cùng quý báu của Đức Như Lai dạy là không phải lấy vàng nhé. Ta là những tên đốn củi, kiếm chút củi về để nấu nước, để đun, để chụp qua ngày, để có được cái ăn cái mặc. Thế rồi bây giờ đến với đạo, đầu tiên lấy bạc, học cho Đức Như Lai, để làm cho thân tâm tạng lạc. Sau đó nghĩ rằng là bạc không giá trị, cho nên lấy vàng nghĩa là chi? Thưa các vị, làm thành thánh hạnh của đời sống tu. Thế là sao? Nói Thế Tôn bảo rằng chưa đâu, cái chuyện đó vẫn còn bên ngoài, có một thứ quý hơn vàng nữa là chi? Quay ngược về, nhìn cho ra cái kim cương nên, tức là cái tâm Phật bất động nên, bỏ hết những cái được gọi là phước điền nhân thiên, bỏ hết những cái gọi là phù hoa của đời sống tu tập, lặng sâu vào đời sống bên trong, nhận ra được cái tâm bất sinh bất diệt của chính anh thì gọi là lấy kim cương nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, đạt đến chỗ này không phải nhiều người lắm đâu. Đa phần chúng ta tu tập đạt đến cái chỗ là có phước điền ngũ lậu, là một vị thầy được vạn người cung kính, có được cái chùa to đùng, quá rồi, dừng ăn đó thôi. Bò lên đến gần đó là có khi đã vất vả rồi, có khi 70 ngoài, 80 mới bò lên tới cái chỗ địa vị như vậy, cho nên ta không có gan. Làm chi? Tu hè á, coi thường mọi thứ phù hoa, đóng thách lại một mình, ngồi trong thách vắng, chơi với chính mình, dù như chưa thấy. Kiếm ra. Thế nhưng, nếu đệ tử Như Lai thực sự, thì phải có gan làm điều này nha. Tất cả pháp hữu vi, điều sinh diệt, cho nên bỏ pháp là tầng cao, bỏ tầng thâm sâu là tất cả pháp tử vi đều bỏ, pháp lợi, pháp danh, pháp phước điền nhân thiên, gần hơn, cụ thể hơn là phước điền trong chốn già la được làm một vị thầy lớn, vạn người kính trọng, mỗi lần đi họ phải bỏ lên xe đưa đi cho nghe, cung ta là đặt mình lên cái tay họ khiêng đi á. Có gì đâu nghi ngờ, đâu phải mình tu mình tìm ba cái đồng ba nó làm gì. Cuối cùng thưa các vị, từ bỏ là các vị hãy từ bỏ tất cả pháp hữu vi sinh diệt. Hay cuối cùng điều gì em nhắc là thế này, cuối cùng là các vị nghiệm ra được tâm phần vô sinh này, ngài sinh diệt này, các vị trú trong đó thường tại, tức là sáng tới tối, tối với sáng, các vị luôn sống với cái tâm nhận biết chiếu sáng hiện tiền, sống với cái bản lai nhiều mục thân của các vị, với cái chân tâm thường trụ của các vị, thì đạt đến cuối cùng của sự miễn ly, của sự từ bỏ, đạt đến điều này. Thế là chúng cần mà tự nhiên nó phải có được cái lực dụng vô cùng lớn ở phía dưới này nghe, không buông lung, không lười nhác, luôn sống tinh cần thì mới có khả năng đi vào đến trải vị pháp vô vi. Cho nên phần cuối cùng lực dụng của người tu cần phải có. Nghịch nghĩa với cái điều này có nghĩa là chi? Có nghĩa là tinh cần nha. Thứ hai nữa là chi? Sống thì sống đạm mạc, tri túc. Điều thứ nhất, cái nền tảng của đời sống một vị thầy như thế này, không đơn thuần. Tại sao? Đạt đến một trình độ nhận thức thế nào đó người ta mới sống được thế này. Cái sự khoe mẽn, hưởng thụ, đua đòi vật chất là chuyện rất bình thường của mọi tâm thức con người. Do vậy cho nên lý tưởng tôi không có, cái nền văn hóa căn bản nuôi dưỡng mình trưởng thành không có, cái chủ nhân của mình trong quá khứ không sâu dày. Ba điều này hợp lại nó làm thành cái đời sống của một chư tăng đua đòi ham hưởng thụ,
Và dường như cái nền tảng tâm Kitô tu lung lai không dễ chắc thật được. Có thể họ an lòng với cái điều kiện của khó nghèo, thế nhưng mà khi có điều kiện sang quý đến họ, tự nhiên tâm Bồ Đề nó lung lai ngay ngay. Ở Việt Nam, tôi mò cua bắt ốc đã quen, thế là mang bán thai tôi đến Mỹ. Một cái điều kiện tuyệt vời cho đất nước Hoa Kỳ, cho nên thưa các vị, cái tâm thức của người ấy trong quá khứ nó được nuôi trong một cái điều kiện khó khăn như vậy, cho nên cái chất bình thường là hưởng thụ vật chất một chút ít đó, tự nhiên nó rất dễ xảy ra nha. Cho nên loại trừ được tất cả những cái phù hoa đời sống để sống một đời sống tinh cần đạo bạc chi túc đúng với cái chuẩn mực người tu á. Đòi hỏi điều thứ nhất đó là khác bạn luyện tu. Thứ hai, có chủng nhân. Và thứ ba, có cái văn hóa nền. Và còn một điều thứ tư nữa, có bốn phần nha. Nếu mọi người không có ít nhất là một trong những phần này, thưa các vị, không đẩy đời sống lên đến chiều cao và không thể có được cái năng lượng tinh cần đạo bạc và tri túc trong đời sống người tu. Điều này chắc luôn á. Tôi sống đủ lâu để quan sát một số các thầy cô trẻ sinh ra trong cái điều kiện khó khăn của tuổi khó nghèo bé thơ đi tu, và tới chừng có điều kiện hưởng thụ, thưa các vị, họ làm như họ sang quý một trời, sinh ra từ cung vua cháu chúa. Trong khi đó, thưa các vị, mình biết tổng toàn tâm rằng trong quá khứ anh chàng đó là chàng chân phàn phàn của mình nữa, dốt còn dốt của mình nữa. Và nếu phải cạch mặt ra nói cho nhau nghe, thưa các vị, dường như chưa có điều gì gọi là để người ta đánh giá rằng đây là người sang quý cả, từ mặt mày tay chân, cách hành xử cho tới văn hóa nền, không có điều gì để người ta ngưỡng mộ. Thế nhưng mà mở miệng khoe tôi là con vua cháu chúa, sinh ra trong cái điều kiện hàm môn. Do vậy cho nên bốn yếu tố này rất là cần. Một là chúng ta có được cái văn hóa nền. Cái điều này mình học từ dịch Covid nha, bệnh nền á. Văn hóa nền là chi? Nuôi dưỡng từ đời sống gia đình, bố mẹ truyền lại cho ta, sinh ra trong một gia đình được dạy dỗ đàng hoàng, có nền tảng văn hóa học thuật, có nền tảng đạo đức từ bố mẹ dạy ta để tu, để học Phật, có sẵn bản chất làm thiện. Điều thứ hai, có chủ nhân sau là chi? Có khi ngàn rồi đời trước người ta đã tu rồi, cho nên kiếp này có thể nghèo, có thể giàu gì không quan trọng. Tâm họ vậy là vậy à, không biết tham là gì. Dù nghèo họ cũng tham, không tham, giàu cũng không tham luôn. Họ sống phơi phới trên trần gian này, dường như họ ở trên trời bơi xuống hay sao, nó khác điều với ta nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, người đã có hai cái phần này rồi, có thêm phần thứ ba là cái đạo nguyện tu họ rất lớn, từ cái nền đại nguyện tu tập này, cho nên họ học Phật pháp, họ ngưỡng mộ Thánh Giáo Như Lai, họ ứng dụng cái điều Phật dạy để hành trì, tự nhiên họ có được cái phẩm chất là tinh cần trong đời sống, phẩm chất là luôn sống đạm bạc dù trong điều kiện rất giàu. Phẩm chất quan trọng đó là họ luôn tri túc nghe. Họ có thể rất giàu, thế nhưng mà của tiền họ không phải xài chính bản thân họ. À, cúng dường bố thí sẽ dựng trà la giúp đỡ người cơ nhỏ. Giàu không phải là một cái tội, giàu là điều kiện tuyệt vời để các vị thành tựu các ba la mật nghe. Nghèo đôi khi là cái tội, nhưng mà giàu không phải là tội. Nếu người ta biết vận dụng của tiền đó thì làm được rất nhiều tiện ích cho chính mình và cho người. Thế nhưng mà cái tội của những người thiếu căn bản văn hóa là một, thiếu chủ nhân tu tập là hai, không có đại nguyện tu là ba, vô chùa không chịu học pháp hành trì, không đương Thánh Giáo của Phật, không ngưỡng mộ cái bậc thánh, không theo với những vị thầy sáng bản lành để học, cho nên tự nhiên tâm thức người ta nó tràn đầy ô uế, tràn đầy ác pháp, tâm ganh tị nó rất nặng nề. Do vậy cho nên thưa các vị, để có được sự tinh cần đạm bạc chi túc đối nghịch là gì?
đời sống luôn luôn hưởng thụ lười biếng. Đó là một loại cần rất nhiều yếu tố để xây dựng nha. Đừng nghĩ rằng mình sinh ra luyện mình mới trường tu rồi mình có được cái phẩm chất là tinh cần đạt đạt tri túc và vô cùng là nhiệt tình với công phu tu. Cái điều này nó đòi hỏi nuôi từng ngày từng ngày. Nếu không nuôi bằng thầy sáng mà bạn lành bằng nhầm giáo pháp thì các vị phải tự nuôi mình bằng không, thì chắc chắn rằng là ta dễ làm việc là sống buông trôi, sống lười nhác, sống thích hưởng thụ. Đây là bản chất căn bản của mọi sinh dân nên làm thế này. Đó là ngài Xá Lợi Phất từ một câu kinh như chúng ta nói là đệ tử Như Lai thừa tự pháp chứ không thừa tự tài vật. Ngài giải thích để cho các vị tân thì ra biết và đi vào công vụ hành trì. Đây là phần thứ hai giải thích về ba phần đầu của ngài Xá Lợi Phất. Ngài dạy chư vị cao trẻ tuổi mới tu. Phần thứ tư, ngài lại khai triển về cái con đường trung đạo Thế Tôn dạy. Trung đạo đó nó gói trong bát chánh đạo này. Điều này thì chúng ta sẽ có cơ hội khác để chúng ta khai thác. Và mong rằng lặp lại lần là đại chúng có thể đọc vô những bản kinh thừa tự pháp để khai thác, để tìm hiểu sâu những cái vấn đề mình nói nghe. Thế là chúng ta đi đến phần thứ hai của vấn đề. Đây là nội kinh nghe. Chính kinh mình khai thác xong. Kinh quy chiếu nó về cái sự thực tập của chúng ta trong đời sống bình thường. Thứ hai, mình muốn quy chiếu cái bài kinh thừa tự pháp này để cho đại chúng có thể ứng dụng vào đời sống tu của mình. Ứng dụng đầu tiên đó là nhìn lại mình nhé. Thưa các vị, từ nền tảng của Đức Phật dạy, cái câu là đến với ta trí tính Như Lai phát tâm xuất gia. Cái điều đầu tiên đặt ra đó là đến để thừa tự pháp Như Lai. Và cái điều vô cùng cần thiết đó là chúng ta phải nhận diện rằng ta đang làm gì. Tâm hành của mình nó cũng ma lắm lắm. Nó gạt mình nghe. Có thể đầu tiên mình đến với chùa muốn thừa tự pháp, muốn học pháp để tu ha. Thế nhưng mà đôi khi rồi nó lệch rồi nằm không quen. Mấy ông già thì không nói làm chi, tại già là không mong có thừa tự gì đâu. Mong thừa tự pháp tu cho chắc ăn thôi. Nhưng mà cái trường hợp này mình nói người trẻ nha. Cái con đường đi nó khá dài. Các vị cho rằng là mình đến chùa năm 15, 16 tuổi, tới năm nay 70 ngoài rồi, 75. Ở trên đoạn đường dài như thế này, nó không đơn giản là mình chỉ sống trong giờ lao từ nguyện với thầy. Cái nhu cầu phải học hành, nhu cầu tiếp xúc với đạo, nhu cầu thân thiện với những pháp lữ. Và nhu cầu mở rộng hơn đó là nhiều phật tử tín đồ thương quý, do vậy cho nên nếu không khéo mà không có chủ nhân lành thì nó là đường nào có ai. Tức là nó đẩy mình dần dần từ cái ban đầu đó là mong muốn thừa tự pháp, mong muốn tu. Tự nhiên đó, đẩy là cái con đường đó, nó muốn thừa tự sự nghiệp, vật chất, nó muốn thừa tự cái chùa, nó muốn thầy mình chết để lại chùa cho mình. Vâng vâng, thưa các vị, điều này rất dễ xảy ra. Thế cho nên, là một người tu chân thật thì lâu lâu nên hỏi rằng là ta đang thừa tự cái gì từ Đức Thế Tôn? Sai. Ta đang thừa tự cái gì từ thầy ta? Và nếu ta đặt câu hỏi này là ta quay lại nhìn tâm thức của ta và định hướng lại con đường tu thì chắc chắn rằng ta lạc hướng, mà không thì dễ lạc hướng. Đôi khi mình nhìn cái chuyện vụn vặt trong giống nhà la của các thầy bực mình nhau về chuyện cái ăn, về chuyện cái mặt, về chuyện chỗ ở thôi, mình thấy có chắc. Sao kỳ cục như thế? Bực mình nhau về cái chuyện câu nói tiếng cười, bực mình nhau về cái chuyện nói nặng, nói nhẹ, hoặc là không có làm những việc vừa ý, vừa lòng của mình. Tự nhiên tao phiền não, tự nhiên tao bất an, thích tiếng cười. Đời tu đâu phải đi làm những việc lặt vặt vậy.
là tôi đâu phải đi vô đây để làm viên cánh cho nhóm này nhóm nọ nhóm kia, là tôi mà đâu có phải đi vô để kiếm cái chỗ ngồi cho nó cao hơn thiên hạ, hoặc là cái áo mặc cho đẹp hơn thiên hạ, hoặc vài người có sự thương mến mình đâu. Mình phải cao hơn, rộng hơn, mênh mông hơn, vượt cao hơn cái tầm của tâm thức bình thường chứ. Tại này tôi lúc cái là tự nhiên không có việc làm, đo lâu cái chuyện bùng vặt của nhau để bầm nhau chơi cho vui, thế thì tội nghiệp em. Cho nên đang làm gì, điều đầu tiên ta đang nhìn lại, bỏ bớt đi những cái bùng vặt không cần thiết, bỏ bớt đi cái tâm cái lùng bùng lũng bủng với nhau nha. Các vị biết cái từ lùng bùng lũng bủng nha, từ này ta quen quá mà. Ai mở miệng ra mà cầm nào đó là cho các vị điều một loại mang cái tâm hành rất là ô uế, sống trong chùa mang cái tâm hành như vậy thì tội nghiệp cái già lắm, khổ pháp tiền hành hộ niệm mình nhé. Điều thứ hai, thừa tử và không thừa tử, thế là cái vấn đề thứ hai chúng ta bàn nha. Một là thừa tử, hai là không thừa tử. Điều thứ nhất mình nên phân tích điều này nha. Có thừa tử tức là trách nhiệm, hay là khước từ nha. Mình phân tích thế này để cho các vị hiểu một cách tỏ tường hơn. Có hai phần, vật chất và tinh thần. Có những điều mình phải thừa tử từ thầy, từ Phật, là thừa tử cái gì? Ví dụ về lĩnh vực vật chất thôi, là một đệ tử của thầy Tự Giác, thầy đã đi rồi, sự nghiệp nó còn ngổn ngang, chưa có gì hoàn thiện. Do vậy cho nên không vì tham muốn, không vì lợi dưỡng, không vì danh văn, mà vì sự nghiệp của thầy để lại, không ai có thể gánh vác được, cho nên nghiêng vai gánh vác. Đây là trách nhiệm phải thừa tử. Chứ đừng nghe cái từ là phải thừa tử pháp, không thừa tử vật chất là chúng ta tung hơi hết sự nghiệp của thầy. Đây là sự sai lầm, cho nên các vị nên nhìn cho kỹ nha. Thừa tử thứ hai, nó phi vật chất nhưng mà cũng phải thừa tử, đó là bản hoài của thầy. Ví dụ như xây dựng một nhà lan để làm gì? Đâu phải để có giường cao mẻ mắm, đâu phải để có nhà cao cửa rộng. Xây dựng một sự nghiệp nhà lan là để làm cái nơi hoằng pháp độ sinh, cái nơi thập phương và tự tín độ nương về, cái nơi để cho thiền tông đặt chân lên nơi đây để làm rạng rỡ tông môn của sư ông Trúc Lâm, cái nơi để cho các huynh đệ từ nhiều phương tập trung về đây để có thể có những ngày sinh hoạt dỗ tổ hoặc là tập tu. Hai phần, một là vật chất, đó là cái sự nghiệp để lại của thầy chủ trì để lại nơi đây, ta phải thừa tự, cho nên gọi là có trách nhiệm phải làm điều này. Thứ hai, bản hoài của thầy giao lại, thầy mong muốn rằng nơi đây trở thành một nhà lan nuôi dưỡng chúng, một nơi đào tạo thanh tài, một nơi duy trì cái đại nguyện của sư ông Trúc Lâm có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ, một nơi để làm cho huynh đệ các nơi tập trung về. Thế thì cứ từ hay là ta phải thỏa nhận? Nhẫn, trách nhiệm dù nặng, có thể làm hoành cả vai, thế nhưng mà phải gánh thôi. Cho nên trách nhiệm thừa tự phải làm. Trách nhiệm thừa tự thứ hai vô cùng quan trọng là di chúc của thầy, bản hoài của thầy, đại nguyện của thầy. Sự nghiệp tu thầy còn dở dang, truyền lại cho ta, ta phải nghiêng vai gánh vác. Thế cho nên thưa các vị, phải thừa tự bản hoài của người xưa. Điều này không phải chỉ có chúng ta mà lịch đại tổ sư đều như vậy. Các vị nhìn vào cái câu của Đức Thế Tôn nói cho Ngài Ca Diếp thì các vị biết ngay. Ngài nói rằng là này Ca Diếp, cho nên Thế Tôn nói mà mình nói được nghe, này Ca Diếp ta có chánh pháp giảng tại niết bàn, như tâm thật tướng vô tướng, ví dụ pháp môn nên truyền ông. Ông phải giữ gìn, đừng để cho hạt giống chánh pháp tắt mắt. Thế là Ngài Ca Diếp chối từ nữa à? Phải gánh vác sự nghiệp đại pháp Như Lai nha. Cho nên thứ hai là trách nhiệm thừa tự gồm hai phần, một là vật chất, nếu là già lam tự biên của thầy duy trì hoàn công thì nó hoàn huyết.
Tinh thần đó là bản mà của thầy cần phải duy trì, không để cho người sau làm thu chọc. Đây là điều thứ nhất, phải thừa tự. Thế là điều thứ ba thừa tự nữa vô cùng quan trọng là gì? Sự nghiệp giác ngộ của mười phương chư Phật đang đặt lên vai các vị. Thứ nhất là vật chất, thứ hai bản hòa, thứ ba là sự nghiệp giác ngộ. Cái sự nghiệp giác ngộ này, thưa đại chúng rằng, nó gồm hai phần. Một, đó là dòng tự giác Như Lai đang nhờ các vị chuyên trở đến thế hệ tương lai để người ta đưa chánh pháp hành trì. Đây là sự nghiệp giác ngộ của Như Lai gửi cho các vị. Sự nghiệp giác ngộ thứ hai là phần của các vị đang đợi chờ đây, tức là năng lực giác ngộ đang có bên trong của các vị, đang chờ đợi các vị kế thừa, là nghĩa rằng các vị hãy làm thế nào làm cho năng lực phần của các vị bật sáng, sống với vị Phật của mình từng ngày, gọi là thừa tự pháp nghe. Và thừa tự này khi có mặt rồi thì tự nhiên nó thành tựu bản hoài tu của ta, bản hoài tu của thầy ta gửi gắm. Và chúng ta thừa tự được cái cơ sở vật chất này để làm chi? Làm cái phần cách hưng thịnh. Thế cho nên cái điều vô cùng quan trọng, trách nhiệm kế thừa này nó hàm nghĩa rằng đi vào con đường tu học đàng hoàng, mở được con mắt chánh pháp, gộ được tâm, sống được với tâm chân thật của các vị, thì các vị dĩ nhiên có trách nhiệm thừa tự những điều này. Đây là điều đầu tiên ta giải thích. Thế nhưng trong cái chiều sâu của con đường tu tập chứng ngộ tâm linh, thành đạt trí tuệ, có được một phẩm chất của vị thầy đạo hạnh, thì các vị phải làm được việc song song, đó là khước từ sự thừa tự. Là chi? Đầu tiên là khước từ sự thừa tự từ bên trong của các vị, là cái dòng nghiệp thức nó đang chuyển dần để nó lôi các vị vào khỏi luân hồi. Khước từ nó, không có thừa tự nghiệp. Rồi, cái từ thứ nhất là khước từ nghiệp nha. Cái nghiệp tử sinh này đó là một cái loại sinh mạng đời sống của các vị, nó duy trì thọ mạng của ta, nó làm hành sự kéo dài trong ba cõi sáu đường, và nó luôn hiện diện trong thân tâm này. Nhìn là buồn vui hờn giận bất an, nhìn là lo lắng ưu tư buồn phiền, nghe cuốc điện thoại là tâm mình chao đảo. Tất cả điều đó đều là nguyên nhân dẫn tới cái năng lực là luôn thừa tự nghiệp để tái sinh. Đây. Thứ hai, khước từ tâm sinh diệt. Và khước từ cảm thọ. Cái cảm thọ là cái cả dễ nhận ra nhất nghe. Lát buồn, lát vui, chút ưu tư, chút phiền muộn. Nghe khen câu là mình bay lên tới chín tầng mây. Thế là chê câu là mình rớt xuống mặt đất. Nói thêm câu rồi rớt xuống sâu hơn nữa. Thế cho nên hãy khước từ điều này, đừng để cho nó chạm vào tim của các vị, chạm vào tâm của các vị. Người thường sự biết tu thì thưa các vị, họ dễ dàng nhận ra những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng bất an, nó sinh, nó diễn, nó chạy một mình phía trước họ. Thì họ đã an trú trong pháp tu để không thừa tự cảm họ buồn vui, xúc xỉm ngang. Cái điều này nó thô dễ làm chắc. Thế là nếu thông minh hơn và có được định lực thì người họ làm được việc này mà luôn trú tâm trong trạng thái nhận biết, quan sát mọi sinh diệt của tâm. Nó đang buồn ngủ đi ngang qua một chuyện của nó. Chuyện của ta là luôn trú tâm trong trạng thái sáng rỡ yên điền, nhìn những buồn vui, những nghĩ suy ngang qua mà không đồng nhất mình vào. Các vị làm được điều này không đơn giản là các vị khước từ buồn vui hờn giận để một đời sống người tu nó tràn đầy phúc lạc. Làm điều này, ta cũng đang làm một việc là cắt đứt dòng sinh tử nối dài, cắt đứt nghiệp tử sinh, cắt đứt tâm sinh diệt. Chỉ còn lại một trạng thái tâm người tu, đó là trú trong thể bất động như như của pháp niết bàn. Thế cho nên, thứ hai, giải thích, hãy nhìn lại mình để biết rằng cùng một lúc vừa thừa tự mà vừa không thừa tự. Và cái phần này là phần sâu sắc của người tu, và chúng ta nương vào cái bài kinh thừa tự pháp của Như Lai
để giải thích cho nhau nghe về điều này. Tóm lại, có cái kết như này, thế tới giờ là kết. Cái thứ nhất, đó là hãy hướng với lòng. Ý đầu tiên, hãy hướng với lòng rằng có thể mình chưa thành thánh, chứng hai láng thì những cái thôi từ từ tính sai, nhưng tối thiểu thì ta cũng là người đệ tử xứng đáng của Như Lai, thừa tự phó chứ không có thừa tự tài bản đâu nghe. Đây là cái ý đầu tiên mà chúng ta nên nhắc mình. Nếu có chút tâm hành gì nó sinh khởi lụng vụng, chúng ta hãy kéo nó về. Đời sống của ta nếu muốn kế thừa mà cứ vớ vẩn là thôi ở nhà được rồi, tới chùa làm gì? Đã ném xác vào chùa, học pháp Như Lai, tu tập pháp Như Lai thì cái việc cần làm đó là phải thừa tự được chánh pháp Như Lai chứ không có chuyện thừa tự gì khác. Nếu có phải thừa tự sự nghiệp của thầy để lại cái chùa vân vân là vì trách nhiệm phải làm cái phương pháp hưng thịnh, vì muốn chánh pháp các bạn có lâu dài cuộc đời cho nên ta chịu khó nghiêng qua cái pháp. Nhưng mà tất cả những cái món đó này, của cải này, bạn tiền này, cái chùa tết đun, tất cả những cái món đó cho đôi giáp rách nghe, vì phật sự, vì trách nhiệm, vì muốn bảo toàn sự nghiệp của nhà Nam Tự Viện cho nên mình duy trì đó thôi, chứ dường như tâm xả ly có mặt không hề dính mắt, cho nên gọi là đang lúc các vị họ nhận những vai trò rất lớn trong chùa, các vị cũng đang là người xả ly pháp, xả ly tài vật. Thứ nhất. Thứ hai, ý thứ hai, kế thừa sự nghiệp giác ngộ của mười phương ba đời chứ Như Lai không đơn giản khi chưa sẵn sàng nhé. Cho nên cái câu này hàm ý là ta hãy sẵn sàng để kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Nếu biết rõ thì biết như vậy, biết dài dòng biết thế nào, hãy sẵn sàng. Thằng nghĩa rằng lúc nào cũng sẵn sàng cả, đừng đợi tới lúc già hơn, đừng đợi năm ba năm sau, đừng đợi tôi tu thêm dài nữa, không, ngay bây giờ, ngay nơi đây đủ sẵn sàng, chuẩn bị nghiêm túc để các vị có thể thọ nhận được pháp Như Lai bất cứ lúc nào. Câu thứ hai này gửi gắm một điều vô cùng quan trọng là tâm các vị luôn chắc trực, luôn phát đại nguyện, luôn lấn từ sáng nơi một trong công trình tu, đừng để cho nó ngược xuôi, đừng để cho nó khởi ô uế. Như vậy thì từng sát na bộ các vị đang thừa tự pháp của Như Lai ngay cái tâm thức của các vị.